Bao nhiêu năm lạm lụng vất vả, ước mơ lớn nhất của bà Sinh là thoát khỏi cảnh nghèo khó, cả nhà đủ cái ăn cái mặc, không phải sống cảnh thiếu hụt. Vì vậy mà bà không ngại cực nhọc, có người thuê làm là bà nhận lời. Hết nhổ cỏ, giảm lúa ngoài đồng đến làm cỏ vườn. Cực lực làm thuê, làm mướn là vậy, nhưng cuộc sống gia đình vẫn không thoát khỏi cảnh khó khăn. Từ khi trong nhà có thêm người bệnh, nỗi lo cuộc sống càng oằn nặng hơn trên đôi vai của bà. Bệnh của chồng bà, ông Nguyễn Văn Nhất được phát hiện khoảng 3 năm nay. Thời gian đầu, gia đình cố gắng chạy chữa cho ông với niềm hy vọng ông sẽ khỏi bệnh để có thể tiếp tục cùng vợ gánh vác chuyện gia đình, con cái. Thế nhưng chạy chữa bao nhiêu, bệnh của ông vẫn không thuyên giảm được, sức khỏe ngày càng yếu. Khi bác sĩ bệnh viện tỉnh đề nghị ông phải lên tuyến trên để tiếp tục điều trị vì có dấu hiệu của ung thư, thì cũng là lúc nhà không còn khả năng. Bà Sinh chỉ còn cách tìm đến thuốc nam như niềm hy vọng cuối. Nghe ai chỉ ở đâu có người bốc thuốc hay là bà tìm đến để bốc về sắc cho ông uống. Hoặc có ai bàn loại cây thuốc nào hợp với chứng bệnh của ông là bà đi hái về. Buộc lòng đưa chồng về nhà uống thuốc nam là quyết định khó khăn. Nhưng trong khi trong nhà không còn tiền cũng không có nguồn thu nhập nào khác ngoài việc làm thuê, làm mướn, thì đó là việc duy nhất bà có thể làm. Đôi lúc nhìn chồng chịu sự đau đớn của bệnh tật, lòng bà Sinh càng đau hơn rất nhiều. Thì ông Nguyễn Văn Nhất ở đây thì ông bị bệnh, điều kiện kinh tế không có, đang điều trị thuốc nam. Thì vấn đề con cái thì có một hai đứa con thì đang bị vấn đề thần kinh, đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, gia đình không có thu nhập. Thì lúc trước khi sức khỏe còn ổn định thì ông cũng đi làm, đi bốc vác, đi làm ngày chăm lo gia đình. Ở vấn đề ở địa phương thì cũng đoàn kết trong làng. Con gái của bà đã lớn nhưng gần như không thể giúp được gì bởi cuộc sống gia đình riêng cũng không mấy khá giả. Ngoài ra bà còn phải lo cho người con bị bệnh tâm thần và hai cha con của người con trai bị câm điếc bẩm sinh đang ở chung nhà. Ngoài những lúc đi làm mướn ngoài đồng, bà nhận đăng ký để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên tất cả trong ngoài và chăm sóc người bệnh đều một tay bà lo nên phải mất 2-3 ngày mới xong cái ghế. Tiền công kiếm được chỉ vài chục ngàn đồng, không đủ vào đâu so với nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Có nhiều thành viên không có khả năng lao động như gia đình bà. Nằm bệnh viện rồi đầu có mấy tháng sau có ổng đi bị khám lại, ổng đi bị xơ gan rồi ấp đó lách lớn rồi chứ bị dai qua ông thư á. Rồi giờ không có tiền tỷ ổng tới nhập viện không có tiền. Rồi đi chuyển không đi lên thành phố không có tiền đi. Rồi về ổng không uống thuốc nam mà thuốc tây đồ có tỷ ổng đó. Hốt hôm nay ta bày thuốc này kia giờ hết khả năng rồi tiền đâu mà ấy thuốc. Giờ đi mần mướn mần sao đủ ấm thuốc men. Giờ đi bứt cây này kia ấm bài tới bứt uống. Chứ đâu có tiền nằm bệnh viện nữa, giờ tái khám mà không có tiền đi nữa. Có ai phụ đâu. Giờ cha chính rồi con bệnh tôi làm thôi đó. Ăn uống không có con bệnh tôi làm. Ai mướn mần rồi bỏ ở nhà có cháu nội nè. Cháu nội ở nhà có ổng đó. Ở nhà đi mần mướn rồi mần buổi à đi về. Chứ đâu có đi mần suốt ngày đâu. Nhà cửa ông chiếc ông bệnh đâu có bỏ được. Khi ông nhà ông gên hoài quỷ chịu không nổi mà không có tiền đâu mà đi. Ông chịu trận chứ đâu. Gên gên đâu dám nói đi nhập viện gì. Vậy giờ mình khổ quá tiền đâu mà tiền. Để ông ở nhà ông gên rồi thuốc men bức uống rồi ông gên gên chứ giờ tiền đâu mà đi. Đi rồi tiền nhập viện rồi nó vô phải nó đóng tiền. Chứ phải ông đóng tiền đâu. Mà tiền khả năng đâu mà có đâu mà đóng. Cho ông nằm ông gên chợ giết không tội. Gên nhức nhói lắm. Đi mà ngủ không được cái ổng luôn á. Ông gên chứ lắm. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông có hai người con, là một người con là đang bị bệnh tâm thần, một người là bị câm điếc bẩm sinh. Riêng ông thì ông bị bệnh rất nặng. Thì thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các ban ngành đoàn thể cũng đã quan tâm kêu gọi các mạnh thường quân trong địa bàn để giúp đỡ ông. Nhưng là do căn bệnh của ông quá rất nặng. Rồi cho nên là không đủ kinh phí để chữa trị. Thì thông qua chương trình này thì tôi cũng kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm khi sang chương trình thì có một phần để hỗ trợ giúp đỡ ông để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này.
Sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương hiện tại như một nguồn động viên để bà Sinh có thêm nghị lực chăm lo cho ông Nguyễn Văn Nhất và những thành viên còn lại trong nhà. Niềm mong mỏi có chi phí để đưa ông đi bệnh viện tiếp tục điều trị có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó, vì như bà chia sẻ, chuyện ăn uống hàng ngày đôi lúc còn thiếu trước thiếu sau thì mong chị đến việc điều trị bệnh. Quý khán giả thân mến, chúng tôi hy vọng qua chương trình này, ông Nguyễn Văn Nhất sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ quý khán giả, những nhà hảo tâm xa gần giúp cho ông có điều kiện tiếp tục trị bệnh. Mọi đóng góp giúp đỡ cho ông Nhất, quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, địa chỉ số 3 đường Võ Công Tùng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 02723822529. Thưa quý khán giả, trong chương trình vượt qua hiểm nghèo kỳ trước, chương trình đã đến và làm dịp cầu nối giữa hoàn cảnh bệnh tật khó khăn của ông Trương Văn Trọng ở phường 2 thị xã Kiến Tường cùng những nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Sau khi chương trình phát sóng, ông Trương Văn Trọng đã nhận được sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm sau đây. Danh sách ủng hộ Trương Văn Trọng, phường 2 thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát sóng ngày 26 tháng 5, 2021. Gia đình chị Thẩm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng. Trần Văn Tám, nhà máy xay xác Lạc Thành, Bến Lức 200.000 đồng. Đại lý gạo Công Thành, Bến Lức 300.000 đồng. Nam Anh, chợ Trạm 500.000 đồng. Nhóm từ thiện chợ Kinh Nước Mặn, Long Cụ Đông 1.100.000 đồng. Nhóm từ thiện chợ Phường 6 300.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư, Nguyễn Văn Hùng 600.000 đồng. Úc An, điện máy Thu Ngân, Bến Lức 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân, Việt Kiều Canada 700.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử Hai Chùa, Long An 500.000 đồng. Gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng. Gia đình Hồng Nắm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm, phường 6, thành phố Tân An 200.000 đồng, Ni sư An Quệ, chùa Phật Quệ 50.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, máy nổ Phát Quy, phường 1, thành phố Tân An 200.000 đồng, Trần Văn Tị, phố Ngãi Trị 200.000 đồng, Trần Thị Bận, cầm đồ 114 100.000 đồng, Chanh Cường Quyên 100.000 đồng, Bia Gia Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Khiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Ga Thùy Chủ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Ga Tráng Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thanh Đạt Quang Chinh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Ánh Hồng Cần Đước 100.000 đồng, Năm Bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, Tiếm Chính Nhẫn phường 1, thành phố Tân An 50.000 đồng, Anh Hùng Bình Tâm 50.000 đồng, Anh Đông Công ty Đại Dương, phường 6, thành phố Tân An 2 triệu đồng, Quế Anh Công ty Đại Dương 250.000 đồng, Sư Minh Huệ Đức Tân 100.000 đồng, Minh Chánh Thiện Chơn Đức Tân 100.000 đồng, Quỳnh Tuấn Hòa Tân Phước Tây 50.000 đồng, Bùi Đức Danh 50.000 đồng, Quế Đức Mỹ Khoa Quế Hiếu 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mỹ Trung Long Sơn Cần Đước 200.000 đồng. Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 400.000 đồng, gia đình chú Dũng, phường 6, thành phố Tân An 500.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài 100.000 đồng, mèo mập Tân Trụ 50.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt, phường 4, thành phố Tân An 200.000 đồng, Trần Ngọc Tới, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, nhóm từ thiện ngân hàng Sacombank Long An 20 kg gạo, Tình Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô chính nguyện Cầu Út, Diệu Hạnh, Út Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tâm Nết, Út Tịch, Dũng Hoàng, Bé Ti 500.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trương Văn Quang, Trương Văn Tiên, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 1 triệu đồng, Thiên Ân, Trí Khang, Diệt Kiều Mỹ 150.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh, Gia Khang 200.000 đồng, Quang Phúc, Thuyết Hơn 100.000 đồng, Tân Tú, thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng, Tuyết Út Thu, phường 4, thành phố Tân An 300.000 đồng, Lan Bạch 100.000 đồng, Quá Cố, Di Đoàn và Quang Nhi 100.000 đồng, Lê Công Tâm, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, cô Trần Bạch Yến, giáo viên khu phường 2 50.000 đồng, Nguyễn Cao Ngân Bình, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nghị 250.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga và ông Quá Cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, Trần Thị Thu Hà Bến Lức 200.000 đồng, anh Bảy bạn xem đài Cần Duộc 150.000 đồng, nhóm bạn xem đài Nhân Thành Trung 300.000 đồng, bạn xem đài khu đô thị Lợi Bình Nhân 100.000 đồng, chị Phượng Đồ Chai 200.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Hiền Diệt Kiều Mỹ 200.000 đồng, bà Sóng Giường Bến Lức 200.000 đồng, Phật tử Quá Cố Thiện Phương Châu Thành 200.000 đồng, Ni sư Tắc Đức chùa Tôn Chân 100.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại 100.000 đồng, gia đình ông Nguyễn Mạnh Tường 200.000 đồng, Tam Quá Hậu Đào 100.000 đồng.
Hồ Phát Đạt, Lê Bình Nhân 100.000 đồng, Lê Văn Kha 200.000 đồng, Bản Xăm Đài Phường 5 100.000 đồng, gia đình cô Lụa Kiến Tường 100.000 đồng, tập thể công nhân tổ 2 S25, công ty Sọt Đan, công ty Chinh Lu 500.000 đồng, bà Trần Thị Được, thị trấn Tân Thạnh 200.000 đồng, nhóm từ thiện cô Tư Lại Tâm Du 200.000 đồng, Lê Thị Kim Cúc, phường 7, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý, phường 3, thành phố Tân An 100.000 đồng, chú Sáu Chánh Khánh Hậu 100.000 đồng, Trần Công Dũng, phường 3, thành phố Tân An 100.000 đồng, Trịnh Khổ Phước 100.000 đồng, Trịnh Khổ Đức 100.000 đồng, Trịnh Thị Mỹ Tiên 50.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa, phường 2, thành phố Tân An 100.000 đồng, Pháp Hòa Võ 100.000 đồng, Võ Thị Thu Thủy 100.000 đồng, chú Tám Hé Khánh Hậu 100.000 đồng, Thái Bình Thế Chân, phường 4, thành phố Tân An 100.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiệu Thị Bé, Đăng Khoa 500.000 đồng, Ba Hương Tư Phương, chị Sáu 200.000 đồng, nhóm từ thiện dì 10 nên 3.100.000 đồng, Đức Phương sửa xe quân, sửa xe Tư Lâm Phố 1 400.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền, phường 1, thành phố Tân An 500.000 đồng, Võ Kim Châu, phường 3, thành phố Tân An 500.000 đồng, Dì Lan Anh, San Kê, Quyên, Chọn Hằng, Anh Lai, Anh Phước, Tư Hừng, Ngân Thịnh, Duy Linh, chị Mai, Anh Minh, Bé Mơ 750.000 đồng, tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Hoàng An 100.000 đồng, Cúc Tàu Hủ, Yến Đồ Chay 200.000 đồng, Anh Sỏn Rau Cải Đà Lạt, chợ cũ Tân An 200.000 đồng, chị Nữ Rau Cải chợ Tân Thành 200.000 đồng, Mèo Quốc Thịnh 200.000 đồng, Thúy Hàng Bán Khu chợ Tân Thành 100.000 đồng, Loan Thủy Sản Cần Chuột 200.000 đồng, Như Quyện phường 3 thành phố Tân An 50.000 đồng, Quán Quỳnh Qua Tủ phường 1 thành phố Tân An 500.000 đồng, Ngọc Anh 100.000 đồng, Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, chú Tím Ba Lăng, Sea Game, Bao, Ngọc Quyền 500.000 đồng, Bà Cô Thị Mỹ Lệ, An Vĩnh Ngãi 100.000 đồng, Dô Gạo Tám Trang, Khánh Hậu 250.000 đồng, Ông Quá Cố Tám Nhu, Trung Hòa 50.000 đồng, Nhóm 6 Phòng Mẫu, Công ty Quảng Việt 250.000 đồng, chú Năm Sông 50.000 đồng, Bạn Xem Đài Nhị Thành 500.000 đồng, gia đình chú Năm Phê, phường 4 thành phố Tân An 200.000 đồng, Diệu Bình, Quệ Mỹ, Quệ Nhã, phường 4 thành phố Tân An 300.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng, Bà Năm Cô Thích Cô Út Nhái Cô Thu 200.000 đồng, Hai Bé quận 12 100.000 đồng, Bà Lê Thị Trầu 100.000 đồng, Hai Bé Chí Thiện Minh Khuê 100.000 đồng, Thảo Trang Thanh Trà Nguyên Chương 75.000 đồng, Kim Thoa 50.000 đồng, Tổ Phật Tử Ấp Bình Điện 800.000 đồng, Mắt Kính Tân An 200.000 đồng, Quỳnh Văn Lập 250.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, cô Liên Qua phường 4 thành phố Tân An 200.000 đồng, Tư Xuân An Thạnh 50.000 đồng, Trần Thị Hồng Dân An Thạnh 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi thị trấn Bến Lức 100.000 đồng, Kim Quê Úc Đức Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Văn Chinh 50.000 đồng, Thẩm Mỹ Minh Nguyên 100.000 đồng, gia đình Đoàn Thanh Cảnh Mỹ Phú 200.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng Thoa 200.000 đồng, Bạn Xem Đài 200.000 đồng, tập thể Phòng Thuốc Nam Phước Sơn 200.000 đồng, Anh Sáu 100.000 đồng, Lê Phạm Phương Trinh, Phạm Thị Quệ, Phạm Thị Qua 300.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Đại 5.000 đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Long Hiệp 1.700.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa Bến Lức 500.000 đồng, Mai Lệ Xuân Thủ Thừa 100.000 đồng, Võ Văn Tâm Đức Hòa 500.000 đồng, Lý Tuyết Ngân 1.000.000 đồng, Quỳnh Thị Khiếu Đức Hòa 100.000 đồng, tổng cộng 30.950.000 đồng và 20 ký gạo. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, không may rơi vào hoàn cảnh bệnh tật, không còn khả năng lao động và cần sự giúp đỡ của những tấm lòng, quý vị có thể gửi về cho chương trình qua địa chỉ Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 3 đường Võ Công Tùng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, qua chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An, địa chỉ số 125, quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thưa quý vị, chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.